Sáng ngày 14 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 đối tượng về tội bắt giữ người trái pháp luật, gồm Danh Tuấn, sinh năm 1991, Trần Thị Hạnh, vợ Tuấn, sinh năm 1998, Trần Văn Bảo, sinh năm 1991, Hồ Thanh Hậu, sinh năm 1993, cùng trú huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Văn Đan Thuần và Trần Văn Quý, cùng sinh năm 2006 và cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 8, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo của người dân tại khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, có nhóm 5 người lạ đi trên xe ô tô 7 chỗ, chặn xe mô tô, bắt một người phụ nữ đưa lên xe chở đi. Chỉ sau 30 phút, lực lượng đã bắt giữ được các đối tượng khi đang khống chế bị hại trên xe ô tô tại khu vực xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Bước đầu, các đối tượng khai nhận do bị hại nợ tiền vợ chồng Tuấn và Hạnh trong lúc làm công, chưa trả hết nhưng bỏ trốn về địa phương nên lên kế hoạch bắt đưa về Kiên Giang để tiếp tục làm công trả nợ. Chiều ngày 13 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Phạm Tấn Lộc, sinh năm 1986, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, bị tuyên phạt 13 năm tù. Bị cáo Mai Thị Ngọc Phấn, sinh năm 1979, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, bị tuyên phạt 10 năm tù, cùng về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 11 năm tù cùng về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng đối với mỗi bị cáo. Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu ngân sách nhà nước gần 51 kg vàng cùng một số tang vật trong vụ án. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 100 triệu đồng về tội buôn lậu và 50 triệu đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Kim Hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu, đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la Mỹ sang Campuchia và nhận 51 kg vàng trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam. Ngày 14 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020, kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Minh Huân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Hồ Xuân Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế; Hoàng Văn Thế, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với các ông bà Lưu Trọng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thị Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Trước đó, vào chiều ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Như Thanh. Ông Đinh Xuân Hướng từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, ông Hướng làm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Sông Mã. Công ty này là đơn vị từng thực hiện triển khai dự án Hạc Thành Tower ở thành phố Thanh Hóa. Liên quan đến dự án Hạc Thành Tower, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, ông Nguyễn Bá Hùng, nguyên Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, ông Văn Xuân Hùng,
nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả, Sở Tài chính. Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đinh Xuân Hướng. Ngày 13 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, xảy ra tại xã Y Hờ Rú, huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên có lỗi chính thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú tại huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai. Tài xế Bình điều khiển xe ô tô tải vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát, dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô, chở thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, và tiếp tục tông lần hai vào bên trái xe ô tô con này bên làn đường ngược lại, gây ra tai nạn. Ngày 13 tháng 8, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ ông M, 52 tuổi, ngụ xã Trung Lập Thượng, bị con trâu nặng khoảng 200kg, hút tử vong ở cánh đồng tại xã Phú Mỹ Hưng. Do con trâu này quá hung dữ nên lực lượng đã dùng súng bắn hạ. Qua điều tra ban đầu ngày 12 tháng 8, ông M cột con trâu ở đồng ruộng để trâu ăn cỏ. Tối cùng ngày, ông ra kiểm tra thì xảy ra vụ việc. Gia đình nhận định đây là tai nạn không mong muốn nên đã làm đơn để nhận thi thể nạn nhân về nhà lo đám tang và cam kết không khiếu nại khiếu kiện về sau, đồng thời cũng đem trâu để bán lấy tiền lo chi phí đám tang. Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỹ Hưng đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.